Review chiếc iPhone bị lãng quên, iPhone 8 Plus sau 5 năm. Vì sao bị lãng quên? Ra mắt cùng iPhone 10 với thiết kế đột phá, đương nhiên 8 Plus bị lu mờ hoàn toàn. Máy nữ dùng nên sau 5 năm vẫn còn rất mới, chỉ có bị một vài những cái vết nứt vỡ không đáng kể ở mặt lưng. Nó giống như đàn ông chúng tôi vậy. Bên ngoài chúng tôi nói chúng tôi ổn, nhưng mà sâu bên trong trái tim nó vụn vỡ. Mặt lưng kính khung viền nhôm, cầm trên tay nó vẫn toát ra một cái sự sang chảnh cao cấp nhất định. Đến iPhone 6S vẫn còn được hỗ trợ, thì iPhone 8 Plus với A11 thì không có gì phải xoắn. Mình nghĩ dùng chắc phải thêm được 2 năm nữa. Đấy chính là sức mạnh của Apple. Ông nào nói iPhone cùi bóc, nhanh tã, không bền, ra đây nói chuyện với tôi. Tiếp này chắc là cầm đập người yêu sao? Chắc chắn là cầm đập vào mặt người yêu thì nó vỡ được như thế này.